Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta, tôi cảm thấy rằng là cái việc mình đưa ra những cái thông điệp trong chương trình Dân ta phải biết luật ta thực sự là rất là có ích. Các bạn biết không, có một bạn điện thoại hỏi tôi như thế này. Có bạn gửi ở email nói tôi như thế này: chị ơi, bây giờ em mua một cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả, em làm video được hay không? Và tôi cảm thấy rất là lo lắng rằng là kiến thức pháp luật của người dân hạn chế quá, hạn chế đến mức mình không thể nào hiểu được. Đó là hành vi vi phạm pháp luật bạn ạ. À, tôi cảm nhận rằng chương trình Dân ta phải biết luật ta, và tôi muốn cống hiến nhiều hơn nữa cho mọi người. Thứ nhất, chúng ta sẽ phân tích một cái giấy chứng nhận chủ quyền nhà là của nhà nước, cơ quan nhà nước ban hành. Và các bạn biết không, chỉ có một cái phôi duy nhất. Nếu được cấp ở Ủy ban Nhân dân quận 3 thì Ủy ban Nhân dân quận 3 cấp. Nếu cấp ở đâu thì sờ có một nỗi. Tôi hiểu rằng bạn có tính chuyên nghiệp, bạn muốn làm cái video để cho mọi người được biết. Bạn muốn làm video có rất là nhiều những người xem. Nhưng thực sự cái việc giữa cái việc dự định, dự tính của mình đến cái việc hành động, cái hành vi mà bạn mua cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà này giả đó, là hành vi vi phạm pháp luật rồi. Thưa quý vị và các bạn, tôi muốn quý vị và các bạn hiểu thêm những cái quy định của pháp luật. Cái gì mà liên quan đến hình sự được quy định trong bộ luật hình sự thì chúng ta né nó ra. Có một vụ tôi đã nói lặp đi lặp lại rất là nhiều lần. Tôi có bào chữa cho một em đã đi cướp những con chim cảnh đó. Vì tôi hỏi em ơi sao em không cướp những cái tài sản khác mà em đi cướp những con chim cảnh. Em đã bảo rằng là em tưởng là cướp chim không có tội. Cái điều thứ hai, rằng nếu trong trường hợp chúng ta đưa lên mạng, hôm nay luật an ninh mạng có rồi nha, chỉ cần một hành vi vi phạm pháp luật mà lại nằm ở trên mạng nữa, cái địa chỉ ID nằm ở trên mạng nữa, thì rõ ràng là em ơi, em sẽ bị công an mời lên đó. Em bảo rằng em đi mua, vậy thì cái đường dây làm giấy tờ giả ở đâu? Ai là người thực hành? Ai là người làm? Ai là người chủ mưu theo quy định của pháp luật? Các bạn trẻ ngày nay chưa nhìn nhận được đâu là hành vi vi phạm pháp luật, đâu là hành vi mình có cái giới hạn giữa cái việc vi phạm pháp luật và những điều mà pháp luật cho phép. Thật sự là hồi xưa tôi học á, là có một cái điều là mình có được quyền làm tất cả những điều mà pháp luật không cấm, đúng. Nhưng rõ ràng nếu như hành vi em đi mua một cái bằng giả để em sử dụng, em mua một cái giấy chứng nhận quyền sử dụng giả để em sử dụng vào mục đích đó, thì các anh an ninh mạng đã thấy em rồi, hỏi sẽ mời em lên, hỏi em ơi em mua cái giấy tờ này ở đâu, và hành vi đó em có đúng là em sử dụng vào mục đích em quảng cáo
cái video hay còn sử dụng vào mục đích khác nữa. Thú thật với quý vị và các bạn thì hiện tại trên phương tiện Internet có rất là nhiều những cái người họ bán bằng giả, bằng cấp giả, giấy tờ giả. Tuy nhiên rằng là tôi nghĩ rằng là người ta họ cũng rất là tinh vi. Tinh vi bằng cách là cái người chủ mua đó, cái người làm bằng đó, và cái người trung gian và cái người mua bằng cũng giống như là mua bán ma túy vậy đó. Họ không có cho người này người kia biết. Họ giao ở những cái địa điểm khác nhau. Và chính tôi cũng đã từng bào chữa trong một cái hành vi làm bằng cấp giả đó quý vị. Theo luật hình sự năm 1999, nay hiện tại là luật hình sự năm 2015 nè, mới có hiệu lực ngày 1 tháng 1 năm 2018. Hôm nay tôi muốn bạn nào đó nhắn tin qua email hỏi cho tôi rằng em mua cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả thì em nên thận trọng, em không mua. Tốt nhất, lời khuyên của tôi tốt nhất là em không đụng tới nó và em không cần liên hệ tới đó. Bây giờ em chỉ cần em mua, mà thí dụ như em chưa mua đã, công an đã đang điều tra, và khi mà em mua dính rồi em bị tù tội, em là người thừa hành, người giúp sức, người thực hiện hành vi phạm tội chứ không phải là người chủ mua thì sao? Hôm nay tôi cũng muốn giới thiệu cho quý vị và các bạn cái tội làm giả con dấu theo điều 341 của Bộ luật Hình sự. Tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan, tổ chức, tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan nhà nước. Ở trong cái điều 341 này có tổng cộng là 4 khung hình phạt. Thì trong đó có 3 khung hình phạt là phạm tội, còn một khung hình phạt là khung 4 là khung hình phạt bổ sung, là người phạm tội có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng. Đó là hình phạt bổ sung. Tôi muốn đưa cái thông tin này đến cho quý vị và các bạn trong chương trình Dân ta phải biết luật ta, để quý vị và các bạn cũng như cái em nào đó họ muốn làm video mà hỏi tôi thì làm ơn tránh xa, đừng bao giờ sử dụng những cái giấy tờ giả em nhé. Em có thể cầm cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này và em mô tả thôi. Tôi nghĩ cái điều đó cũng dễ thôi. Em mô tả rằng nếu trong trường hợp giả thì nó có những cái điều kiện, cái dấu này là dấu nổi chẳng hạn, sờ nó nhám, đi đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền hỏi, xem diện tích thực tế, rất rất là nhiều ạ. Không cần thiết em phải mua những cái giấy tờ giả rất là nguy hiểm. Hôm nay cũng giúp cho quý vị và các bạn, tôi sẽ đọc 3 cái khung hình phạt trong cái tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức nha. Khoảng 1, người nào làm giả con dấu tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức hoặc sử dụng con dấu tài liệu hoặc làm giấy tờ giả thực hiện hành vi trái pháp luật thì bị phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc tù từ 6 tháng đến 2 năm. Các bạn nhớ nhé, khoảng 1 là từ 6 tháng đến 2 năm. Khoảng 2, phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì phạt tù từ 2 năm đến 5 năm. Có tổ chức. B là phạm tội 2 lần trở lên. C làm từ 2 đến 5 con dấu giả tài liệu hoặc giấy tờ khác. D sử dụng con dấu tài liệu hoặc giấy tờ khác
thực hiện hành vi ít nghiêm trọng hoặc tội phạm nghiêm trọng, thu lợi bất chính từ 10 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng. Ơ, tái phạm nguy hiểm. Thì đối với cái phạm tội có tổ chức và có tính chất chuyên nghiệp thì khung hình phạt từ 2 đến 5 năm. Thì các bạn thấy rồi, trong trường thông thường thì cái tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức thì thông thường có tổ chức. Tại vì cái người mà người ta làm cái phôi bằng thì cái phôi của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì người ta sẽ ít có tiêu thụ, mà người ta chuyên nghiệp, người ta thông qua một cái mắt xích là người môi giới để bán rao lên mạng bán. Và thông thường thì có tổ chức trong cái việc là tội làm giả con dấu tài liệu. Thứ ba là phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm. Làm 6 con dấu tài liệu hoặc giấy tờ khác trở lên, sử dụng con dấu tài liệu hoặc giấy tờ thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, thu lợi bất chính từ 50 triệu đồng trở lên. Thưa quý vị và các bạn, hy vọng rằng là thông qua cái câu trả lời của một bạn mong muốn mua một cái giấy tờ giả để làm video và trả lời cho bạn rằng tuyệt đối không được liên hệ tới cái việc mua bằng giả, mua giấy tờ giả để tránh vi phạm pháp luật. Và nếu như trong trường hợp bạn cần để mô tả thế nào là hành vi giả hay không giả, thì tôi nghĩ rằng là bằng cái kinh nghiệm, bằng thông qua các anh chị công chứng viên, thông qua các anh chị là làm ở phòng đăng ký quyền sử dụng đất, các bạn sẽ được kinh nghiệm. Và tôi nghĩ rằng kinh nghiệm đó cũng sẽ san sẻ cho bạn đọc, và mình đem cái thông điệp này trao cho mọi người một cách vô vị lợi, như vậy nó sẽ tốt hơn. Chứ nếu như trong trường hợp mình sử dụng cái giấy tờ giả, giống như hành vi là có một cái anh nào đó anh giết người, xong cái anh lên trên Facebook anh bảo rằng là tôi là giết người, như vậy thì rất là hành vi vi phạm pháp luật. Mà hiện tại an ninh mạng đã quản rất là chặt, cho đến thời điểm hiện tại là đã là ngày 6 tháng 1 luật an ninh mạng đã có hiệu lực. Hy vọng rằng một câu sẽ giúp em thận trọng trong việc liên hệ mua bán những cái giấy tờ mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp nhận, cái hành vi đó là vi phạm pháp luật và được quy định trong luật em nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành. Tôi mong muốn, tôi khát khao, tôi cháy hết mình để kiến thức pháp luật đến với từng góc nhà. Hơn 90 triệu người phải biết những cái quy định của pháp luật. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với chương trình Dân ta phải biết luật ta. Tôi xin trân trọng cảm ơn.